Đi trong thành phố thì nó hơi êm thôi. Ok anh em. Đây, trước mặt anh em đây là con BMW S1000RR, cái con này đời 2016. À, cái con này là của cô em, nó đổi từ con 2018 qua con 2016. Thì cái con này là cái con 2016 mà hồi kỳ mình mua ở bên quận 2, mình có quay video cho anh em á ha. Giờ đã dàn áo zin thì đem để xe bán tải rồi. Còn cái con này là Euro, hiện tại là nó mới có 1800 cây thôi. Bữa giờ mình cũng chưa có chạy test thử luôn. À, cái con này coi như là full đồ, nhưng mà đợt sau này là nó ghê một cái nữa là cái gì anh em biết gì không? Đây, lên luôn cái dĩa Blacktech cho mâm 7 cây, không cần phải làm lồng ha. Cái lồng zin nó luôn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây, cái này mới ghê, cái sườn titanium. Đây, giá trị là giá trị chỗ này ha. Nhìn nó giống như sườn ray á, làm kiểu như sườn thay. Cái này ở bên Thái chơi khá nhiều nha. Cái này ra ban ngày buổi sáng á, thì có thể nó đẹp, chứ còn bây giờ thì nhìn nó hơi tối quá. Giờ bán tải đang chờ ở ngoài rồi nên là mình không có thể nào mà quay cho anh em coi được. Với lại cameraman đi về nhà mất tiêu rồi. Con này mà cũng chưa rửa ráy luôn, hiện tại là đang bị mắc mưa. Ngồi con này là Euro 1800 cây là quá pet xì pet. Đây lại cái motor gadget để mình quẹt cái coi nè, bấm nút kích quẹt giấu trong đây đó. Euro 2477 cây, hồi bữa mình nhớ nhầm, hồi bữa là 1800 1900 gì đó. Chắc ảnh chủ xe ảnh về lấy về ảnh điền tour mới quăng đây, ảnh sàn đồ qua lại. À, con này mà tính hiện trạng mà sơ sơ, mà tính tiền đồ chơi không là mấy anh em cũng nghe cũng thấy muốn mặt mình ha. Sơ sơ không là tùm con hen, hồi trước mình lên là cho em trai đó là new nè, cùm con hen nè, new khoảng 9.9 triệu. Cái kiến CRG xịn là khoảng 3 triệu mấy, thớt chẳng 3 CNC như đây không là nhựa bắn laser. Cái này không là mấy anh em cũng biết rồi, sơ sơ nó cũng hết cỡ 6 triệu. Rồi cái bộ chìa khóa từ thông minh Qwick, cái này của Moto Gadget. Đây, full bộ này không là cũng hết 6-7 triệu nữa. Mấy em nhẩm ơi, nghe thấy cũng mập mình ha. Còn mấy hàng áo thì mấy em chắc cũng biết rồi. Cầm này là cầm Rambo Bullet, này khoảng tầm mới khoảng tầm 16 triệu. Full dàn áo là carbon, thì full dàn áo carbon không chừa món nào nha anh em, từ kiến chắn gió đồ hết luôn. Nếu mà full dàn áo carbon cho cá mập thì nó cũng rẻ, đâu đó nó cũng khoảng tầm 100 cho tới 140 triệu, tùy theo hãng. Rồi sau đó về rồi mình sơn tem lên nữa. Sơn tem thì cái mẫu này mấy anh em chắc không biết rồi, cái con này hồi trước mình có review buổi tối cho anh em coi này ha. Thì nếu mà cái mẫu này mình sơn mình lấy khách là khoảng tầm 11 triệu. Sơn trên nền carbon nha anh em, chứ còn sơn trên nền thịt thì nó rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu ha. Con này mình lấy cho em trai này quen thì mình lấy có 10 triệu thôi. Chưa? Rồi giờ mình sẽ liệt kê sơ sơ cái món, các món đồ chơi. Cái kiến carbon này không là cũng khoảng tầm 10 triệu hơn nè. Cái kiến carbon này không 10 triệu hơn. Này có tên luôn nha mấy anh em, Quý bụi đó. Số gãy nè, đây là bộ số gãy của Gillet. Gillet thì một trong những hãng là mình rất là thích, thì mấy anh em cũng biết rồi, đây logo đây giống như logo Chanel không đó. Thì full bộ số gãy của Gillet thì đâu đó nó cũng khoảng tầm 16-17 triệu, rồi cộng thêm cây AK. Cây AK này là của BMW 2020, nếu mà mấy anh em mua mới thì khoảng tầm 2 mấy vít, mấy anh mua cũ thì khoảng tầm 16-17 triệu, tùy theo cái hiện trạng xấu đẹp. Heo sau là heo Rambo Bullet màu Niken. Thì nếu mà cái cây đó thì mấy anh em mua mới thì đâu đó khoảng tầm 12 triệu rưỡi, 13 triệu.
Còn anh em mua hàng Line New thì khoảng tầm 8 triệu rưỡi 9 triệu. Con trước là cũng là Rambo Violet luôn. Một cặp này là cái con Rambo Violet. HB này nó hơi hiếm nha. Màu Niken nè. Cực kỳ hiếm luôn. Cặp đó thì cũng khoảng tầm 40 á. Cặp dĩ trước là Redtech cho mâm 7 cây thì nếu mà mấy anh em mua new thì khoảng hai mấy triệu. Còn mấy anh em mua hàng Line New thì khoảng tầm 16 17. Không. Cặp đèn tool thì không giá trị lắm thì thôi bỏ qua luôn đi. Có ghê nhất là cái bass nè. Nó cái bass này không nè. 2 3 triệu bạc cái bass carbon. Full vàng dây dầu trước sau. Bấm theo kiểu GB là móc câu móc ra ngoài á. Anh em thấy không? Thì cái này nó có ABS, bắt buộc là phải có cái ngã ba ở trong. Để móc ra ngoài đó, cái ngã ba heo ở trong á. Cái ngã ba đó thì nó bán lẻ thì khoảng tầm 1 triệu cho tới 1 triệu 2. Ha, à, dây thì khoảng tầm 6 700 800 mét. Còn đầu ơ xịn thì khoảng tầm 1 triệu tới 1 triệu mốt đầu. À, quá là xịn sò. Cặp xi nhan trước là xài xi nhan của Moto Gadget, cực kỳ sáng luôn. Con này chưa có phục ô liền trước sau, chắc nguy cơ trước sau gì cũng phải lên thôi. Vì xe gần full hết bạ rồi mà không lên thì nó buồn quá. Xe này quá keng. Máy nổ thì thầm mùa xuân luôn. Nhông sinh dễ rồi, bát tăng sơn Gillette thì nó vô lát lát thì nó đâu đó cũng khoảng tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu. Cái sườn carbon chắc cũng cỡ mười mấy 20 vít ha. Cái sườn titan chứ. Cái sườn titan chắc là đâu đó cũng khoảng mười mấy 20 triệu cái sườn ha, chứ không có rẻ đâu. À. Với lại hai cái cánh lấy gió này nếu mà mấy anh em mua hàng xịn á, hai cánh lấy gió mấy anh em mua hàng xịn thì đâu đó nó cũng khoảng tầm 10 chai. À 7 triệu rưỡi. À, mấy anh em mua hàng của mình làm ốp carbon ở đây á, làm composite xong rồi ốp carbon lên. Nói chung là nhìn cũng 8-10. Do cái chất máy xe cái con này nó còn khá mới nên mình có quyền có thể nẹt bô dây nhẹ cho anh em coi ha. Đây. Quẹt cái từ vô cái nó nằm đâu rồi. Đó. Lên nhạc. Ở đồ khá ấn tượng ha, 2016 tới bây giờ, cuối 2016 tới giờ mà đi mà tới chưa được 2500 cây nữa là biết cái xe nó khen cỡ nào rồi. Cái này hồi trước là mình lên thêm cái ben đạp keo speed nữa nha. Này full nguyên bộ khoảng tầm 9 triệu. Ben đạp với lại bình dầu rồi. Đây, cái cổ titan này hồi xưa là khúc nối clip on này mà hồi xưa là mình làm chảnh luôn. Hình như gần 2 triệu á. Để cho nóng máy một hồi mình sẽ nẹt nhẹ nhẹ cho anh em nghe. Cái bô này đi nước hậu đi được cực kỳ ghê. Đi Ganti thì đi trong thành phố thì nó hơi êm thôi. Chuẩn bị giao xe cho khổ chủ. Này đúng là cái đồ carbon, cái đồ titan ở bên Thái nó làm thấy nó sắc sảo quá. Từ cái đường cắt. Mối hàng thấy cũng ok ha. Cái sườn carbon này của cô em nó đặt cái shop nào đặt ở bên Thái làm á, chứ mình không có đặt. À, nên là mình không biết giá. Thì mình đoán chắc cũng khoảng tầm mười mấy đổ lên tới 20. Chứ không có cái giá nào mà nó rẻ đâu ha. Mười mấy đổ lên cho tới 20 chai cho một cái sườn titanium. Rồi hết phim cho một cuộc tình. Cái này cũng có ghệ gọi là siêu phẩm ra từ lò AB Santuna ha. Rồi ok, cảm ơn em đã lít vô coi hết cái video của mình. Đối với những bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình thì đừng quên like và subscribe chia sẻ cho của mình nha. Để đón các video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt.